Dạ vâng, cửa hàng âm thanh luôn xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Hôm nay nó là một ngày quá tải bên cửa hàng của chúng em. Hiện tại bây giờ ông xã em vẫn đang ở nhà, vẫn đang tiếp tục tiếp những đoàn khách từ mọi miền Tổ quốc về tham khảo cũng như là ủng hộ các sản phẩm của bên cửa hàng. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt ở tại nhà anh Hướng, có địa chỉ tại Tế Sơn, thuộc khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. Thì từ nhà anh xuống nhà em nó cách tầm khoảng hơn 1 km thôi ạ. Và đây là gia đình của nhà anh. Đây là chú. Vâng. Dạ vâng, chào chào cô chú. Cô chú là cách đây 2 năm rưỡi đến 3 năm về trước có ủng hộ những bộ sản phẩm của bên cửa hàng chúng em. Và bây giờ là chú hướng dẫn cũng như là đưa con rể lên trên nhà em tiếp tục ủng hộ những sản phẩm của bên cửa hàng. Bởi vì là em thì quê quán là ở Kinh Môn, nhưng em lấy chồng hiện tại là ông xã em là quê gốc là thuộc khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, và từ nhà chú cách nhà em nó cũng chỉ hơn 1 km. Chồng em thì cũng làm nghề ở thuộc tại Trụ Thượng này từ những năm 2011 đến nay, nó cũng đã là 8 năm, trên 8 năm rồi. Từ những năm trước là chú ủng hộ những dòng sản phẩm đó là những chiếc âm ly, bởi vì những năm đó những cục đẩy chuyên nghiệp nó chưa ra đời, những dòng loa chuyên nghiệp nó cũng chưa có. Chú đã sử dụng những dòng sản phẩm âm ly và những đôi loa bát 25, bát 30 hàng bãi của bên cửa hàng chúng em rồi. Đến ngày hôm nay thì là cô chú có đưa con rể lên và hiện tại đây là một bộ cấu hình cho anh Hướng với những chiếc đẩy BWK8, những chiếc lâm tiếng Pleo, những chiếc vang Putin KM320 và bộ mic AMG KM1. Dòng loa chúng lựa chọn vẫn cứ là loa B3 các bác nhé. Những sản phẩm này hàng ngày chúng em lên đường quá nhiều rồi. Ngày hôm nay hiện tại là với những cấu hình này chúng em lên đường có tổng khoảng 14 đến 15 bộ sản phẩm với những dòng loa B3 các mã như thế này rồi. Nói về chất âm B3 thì các bác cũng khỏi phải lăn tăn, bởi vì đây nó là một hàng sản phẩm thương hiệu có thị trường cũng như là có tên tuổi rất lâu năm trên thị trường thế giới cũng như trong giới audio, và nó xuất hiện tại thị trường Việt Nam của chúng ta đến nay cũng là gần 10 năm rồi. Lên tất cả những đời cũng như những sản phẩm của B3 nó đã mang cho giới audio một cái niềm tin cũng như một cái chất âm, và đến nay giá thành của nó rất là hợp lý để cho phục vụ tất cả bà con, phục vụ tất cả các bác yêu âm nhạc đam mê. Chúng em cũng có một cái niềm đam mê nhiệt huyết cũng như là muốn mong muốn mang những sản phẩm thật tốt, thật chất lượng, giá thành hợp lý để tới tay tất cả các bác sử dụng, với những cấu hình từ những cấu hình cao cho đến cấu hình thấp, cấu hình vừa tầm tiền các bác ạ. Thì các bác có thể nghe qua một chút về chất âm của bộ sản phẩm này. Cấu hình của anh là 32.100.000 đồng các bác nhé. Cũng như là khâu lắp ráp, các cô chú ở gần đây thì có vấn đề gì cứ alo cháu, chỉ trong 2 phút đồng hồ là chúng cháu sẽ có mặt tại cửa hàng để hỗ trợ các chú về vấn đề kỹ thuật. Vâng, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cũng luôn tin yêu về cửa hàng âm thanh A Luân, đã hướng về cửa hàng âm thanh A Luân sử dụng tất cả những sản phẩm để tạo điều kiện cho chúng em được mang kiến thức âm thanh của mình phục vụ rộng rãi trên mọi miền Tổ quốc. Em gửi lời chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn ạ. Em xin phép tạm dừng video clip tại đây. Dạ vâng. Chú hôm nay lên nhà em, chú bảo là chờ 3 tiếng đồng hồ chiều chờ xếp lốt. Vâng, chú với này anh cũng lên từ khoảng 1 giờ chiều, nhưng mà đến bây giờ nó là 7:30 rồi. Thì bộ dàn của các chú mới xong, mới đấu ghép lên được cho các chú, bởi vì hôm nay cửa hàng cũng rất là quá tải. Các bác khách hàng từ mọi miền Tổ quốc về mua
mua các sản phẩm nó cũng rất là đông và hàng của bưu điện chúng em cũng phải nhanh chóng kịp thời để gửi cho các bác ở khu vực miền Trung miền Nam để kịp thời gian. Không các bác lại không nhận được hàng trước Tết âm lịch thì chúng em rất là khó nghĩ và áy náy. Em gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn trên mọi miền toàn Tổ quốc ạ. Xin phép em tạm dừng video clip tại đây. Thân ái chào tạm biệt ạ.